Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review nồi chiên hơi nước steam 7 giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Đặc điểm nổi bật, đột phá công nghệ hai trong một chiên không dầu rapid air kết hợp hấp siêu nhiệt steam active. Phẩy chấm, công nghệ Steam Active đột phá. 9 chế độ setup sẵn sàng, nấu ngon chỉ với một thao tác chạm. Phẩy chấm, 4 chế độ điều chỉnh bằng tay, thỏa sức sáng tạo vạn món ngon. Dung tích lớn 7L. Thoải mái chế biến đồ ăn cho gia đình đông người. Màn hình cảm ứng thông minh, sử dụng đơn giản. Dễ dàng, giải nhiệt rộng vượt trội, chế biến đa dạng món ngon. Quạt đối lưu mạnh mẽ, cho món ngon càng thêm ngon. Hơi nước siêu nhiệt làm mềm chất bẩn, vệ sinh dễ dàng. Nhiệt độ 40 đến 230 độ C giải nhiệt rộng có thể ủ sữa chua. Làm detox, cửa kính hai lớp dễ dàng quan sát thực phẩm chín bên trong và cách nhiệt tốt, không bị nóng ra ngoài thân nồi. Phẩy chấm, hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn khó chịu. Tháo rời được giá không dễ dàng vệ sinh phần bên trong lòng nồi và thực phẩm bám trên giá. Phẩy chấm phụ kiện chống dính PFOA PFOS free bền bỉ an toàn khi sử dụng, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.